Các bạn thân mến, mình đang có mặt tại đây là phà để mà đi sang bên khu huyện đảo Cát Bà ha. Chờ những ngày này mùa hè thì chờ đâu đó khoảng 2 tiếng các bạn ạ. 2 tiếng đồng hồ thì mới có thể sang, cả người với cả phương tiện mới có thể có cái phà đến và đón đi được, bởi vì là rất là đông. Mà mặc dù hôm nay ngày đầu tuần nhưng mà rất là đông. Phà thì sẽ có hai cái phà thôi, của bên Cái Viềng và Hồng Bàng. Đấy, mỗi lần chở thì sẽ được đây đâu đó khoảng 30 cái xe con này. Đó, không có nhiều đâu ạ. Chờ rất là lâu luôn. Cái cảm giác chờ phà thực sự rất là ngắn ngẩm, mất rất là nhiều thời gian của mọi người, của du khách cũng như là người dân ở đây. Đây, cáp treo họ làm rất tốt, họ có đây 50.000 một vé và đi sang luôn bên kia rất là nhanh. Tuy nhiên thì đối với khách du lịch, những cái đoàn mà muốn phương tiện đi sang cùng thì sẽ phải chờ phà rất là lâu, bởi vì sang bên kia thì sẽ phải bố trí thêm phương tiện để đi vào trung tâm huyện đảo Cát Bà nữa. Biển rất là đẹp luôn. Đó, thực sự là mình cũng không nghĩ rằng tại sao lại không thể làm một cái cầu bắc qua cái khu vực biển như này. Nó sẽ giải quyết rất là nhiều vấn đề và phát triển du lịch ở đây các bạn ạ. Không hiểu tại sao mà lại không làm cái cầu như thế. Trong khi đó thì bên cáp treo họ cũng làm được một cái cáp treo đi sang rất là tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm được kinh tế, phát triển kinh tế sẽ nhanh hơn, du khách sẽ quay trở lại Cát Bà nhiều hơn. Đó, mình đây là cảm nhận suy nghĩ của mình, bởi vì mình là người trực tiếp trải nghiệm những cái khu vực chờ phà, và rất là nhiều anh em lái xe khác cũng hoặc là khách du lịch khác cũng rất là bức, có thể nói là không được vui lắm, thì vì nó mất rất là nhiều thời gian của mọi người ở đây. Trong khi đó quãng đường di chuyển đâu đấy chỉ có 4 km thôi. Nếu mà mình có thể làm một cái cầu thì có lẽ là mọi người đã sang đến Cát Bà và vui chơi thoải mái ở những cái khu vực tắm rồi. Anh ơi, tại sao đây không làm cái cầu nhỉ? Mình không biết nữa. Đấy, em nghĩ là nếu mà làm cầu thì sang Cát Bà lâu rồi đúng không? Họ làm thì khả năng họ làm được, nhưng mà họ sợ mất đi cái cả kỳ quan thế giới đấy. Kỳ quan thế giới á? Bởi vì đây là khu vực phải kỳ quan thế giới rồi. Bây giờ nếu mà họ làm cầu ra thì nó sẽ bị ảnh hưởng ấy. Làm đường, làm cầu thì phải có đường, mà làm đường thì sẽ phá những cái cảnh quan này đi. Nhưng mà em nghĩ nếu mà để phát triển hơn thì lên làm cái cầu, chứ để như này thì chúng những ngày cuối tuần đúng không? 3 tiếng đồng hồ không sang được. Còn những ngày cuối tuần thì sao nhỉ? Vừa là khách nước ngoài nữa, người ta rất là thời gian rất là quý của mọi người luôn. Mình thấy như này nó rất là bất cập, mà phà thì ít. Nếu mà có 10 cái phà thay nhau thì có sao đâu. Chỗ này đâu đấy khoảng 4 cây số thôi, đâu có nhiều đâu, đi phà này chắc khoảng 20 phút. Nhưng mà để chờ để mà lên phà đúng mất 3 tiếng. Xuống đây bến phà mất 3 tiếng. Đấy. Mà trong khi đó lúc nãy em đứng ở kia rất là nhiều vấn đề là khách người ta không có chỗ đi vệ sinh luôn. Đây còn mất cả mỹ quan luôn, khách du lịch. Đó nên là đây là một trong những cái gọi là rào cản của du lịch Cát Bà, mình nghĩ là như vậy. Cái bên phà gót là để tàu thôi đúng không? Tàu du lịch. Nếu đúng ra là cái phà gót đấy nó bên này, bên cái phà Cái Viềng này nó chật thì nó phải điều ra cả bên đấy chạy hai bên ấy thì sẽ giải tỏa hơn, mà không hiểu họ làm theo phương án gì. Có những ngày cũng như là khách đi muộn ra đây có khi phải không vào được. Đúng rồi, là chuyến cuối rồi mà. Bây giờ chuyến này mình nghĩ là tí nữa khả năng là chưa chắc mình có quay về kịp hay không. À, tí anh phải quay về đúng không? Đấy. Mà chi phí cũng rất là đắt chứ đâu có phải rẻ đâu. Xe, một cái xe con này đâu đó khoảng 170.000. Quan trọng nhất là cái thời gian chờ đợi những ngày nóng lực như này á. Sợ nhất là quay về không kịp phà. Đấy. Nếu mà thời gian đi thì mình cách
Đúng rồi. Còn có những trường hợp em thấy họ còn quay về đường Tuần Châu, họ đi ra Tuần Châu thì lại chết. Xa hơn. Xa lắm, mất tiền là Tuần Châu nó đắt. Mình sẽ lên trên khu vực tầng 2 cho bạn xem. Đây là khu vực tầng 2. Hello. Con thấy đi phà có say không? Say không? Khải có say không? Đứng lên đây nhìn con, đứng lên đây nhìn. Ồ, bên này hơi lóa nhỉ. Đấy, phía xa kia có những cái con tàu chở hàng rất là đẹp luôn. Kia tàu chở hàng nhỉ. Cái phà thì sẽ có hai tầng. Trên này một tầng 2. Cho khách lên đây ngồi. Rất là mát luôn. Dưới này là để xe đây. Xuôi, ngồi vào đi con. Trên này còn một tầng nữa nhưng mà cao lắm. Những cái tàu du lịch thì có thể là nhanh hơn và có bến riêng. Nó không giống như ở Hạ Long là nó có những cái bến riêng của tàu du lịch ấy. Mỗi chỗ tàu một tí. Khải ơi, lần đầu con đi phà. Lần đầu con đi phà. Con thấy thích không? Nhìn đây. Thích không? Xuôi. Xuôi, con thích đi phà không? Con thấy say không? Mát không con? Nó đi vào ngang. Hả? Cái gì? Cái gì con? Rơi á? Không rơi được đâu. Cố phanh rồi. Đi đi vào đi. Đi vào đi. Rất gió luôn. Ai ui, đau thế. Bên này có cái phà nó chỉ có hai xe thôi, phà tư nhân. Kia là bến cảng rồi, phía xa kia là bến cảng rồi. Sau khi mà đến khu vực bến cảng thì chúng ta sẽ đi đâu đó khoảng mười mấy cây số bằng đường ô tô nữa thì mới đến được trung tâm của huyện đảo Cát Bà các bạn ha. Biển ở đây thì nó nước nó vẫn rất là đục, nó không có trong như kiểu một số khu vực biển ở miền Trung. Các bạn thân mến, như vậy là mình cũng đã có cái trải nghiệm trên đây là phà đi ra Cát Bà, và những cái quan điểm của mình có thể là đúng, cũng có thể là chưa đúng lắm, hoặc cũng có thể là sai, nhưng mà đây là ý kiến cá nhân của mình. Các bạn thấy sao về về một cái cây cầu sẽ được xây dựng ở đây? Cũng có người sẽ nói rằng phá vỡ cái cảnh quan gọi là tự nhiên của khu du lịch, nhưng mà theo mình thì
điều quan trọng nhất đó chính là sự thuận tiện và tiết kiệm được thời gian của tất cả mọi người. Có những ngày chúng ta sẽ mất đâu đấy khoảng 3 tiếng và rất nhiều người phải mất 3 tiếng đó có thể làm rất là nhiều việc khác nhau, tiện ích hơn. Trong khi đó chúng ta có một cây cầu thì mình nghĩ rằng nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ở khu du lịch Cát Bà này, có thể du lịch quanh năm. Chứ không như thời điểm hiện tại có thể là chỉ du lịch cao điểm ở mùa hè thôi. Các bạn hãy để lại ý kiến của mình với video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ mình với những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.